đau mắt đỏ thì nó là lây qua cái đường tiếp xúc. Khi một em bé bị trong trường học thì nó sẽ có khả năng lây cho mấy bé khác. Rồi sau đó về những bé bệnh thì về gia đình thì lại lây cho những người xung quanh trong gia đình. Thành ra nó có cái tính chất lây lan. Có dấu hiệu bước đầu của bệnh đau mắt là các em bé bắt đầu cộm sớm, ngứa mắt, bắt đầu đỏ nhẹ. Thì thường thì không có giảm thị lực, nhưng mà khi bắt đầu đổ gèn, mà khi mà có những dấu hiệu bệnh lý thì chúng ta phải giữ vệ sinh sạch sẽ, không cái ngăn sử dụng đồ dùng riêng, không có sử dụng chung cái đồ dùng sinh hoạt. Rồi nếu mà có dấu hiệu tiến triển nặng lên, đỏ sưng nhiều hơn thì phải đi khám để lấy thuốc. Có những loại thuốc, trong những trường hợp đỏ mắt có những loại thuốc không được dùng. Thì nói chung mình dùng thuốc mấy trường hợp đỏ mắt mình phải đi khám, khám chuyên khoa để dùng đúng cái chỉ định của bác. Đó là một số trường hợp sai cách sẽ dẫn đến biến chứng nặng nề, chứ giống như viêm loét giác mạc mình dùng sai thì có thể dẫn đến trường hợp mà có thể ảnh hưởng nặng nề đến thị lực của bé. Chủ yếu là khi em bé có những cái triệu chứng ban đầu á thì mình có thể bắt đầu là cách ly, có thể dùng đồ dùng riêng, rồi hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh. Chứ khi nào ổn thì mới hòa nhập lại. Thông thường chủ yếu là vẫn hạn chế là tiếp xúc thôi. Đồ đạc sinh hoạt học tập là phải riêng hết, chứ hạn chế tiếp xúc là chủ yếu, chứ không nó lây nó qua đường tiếp xúc từ những cái dịch tiết ở mắt. Thì đứa này bị thì lây cho cả lớp luôn ạ. Hãy subscribe.
Thank you.